Mida. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bài học tiếng Hàn Quốc ngày hôm nay. Cùng với tôi còn có cô Chi Sương Hiên luôn ân cần làm mẫu và luyện phát âm cho chúng ta trong mỗi bài học. Chúng ta cùng làm quen với cô Chi Sương Hiên. 안녕하세요, 지승현입니다. Hy vọng rằng sau mỗi bài học, vốn tiếng Hàn Quốc của mỗi bạn sẽ được phong phú lên rất nhiều. Thưa các bạn, đến bây giờ không khí vui vẻ của ngày hôm qua vẫn còn vấn vương trong tôi. Chà là đã lâu lắm rồi, hôm qua các bạn cùng lớp của chúng tôi mới được gặp nhau. Chúng tôi đã lên Hồ Tây, đã ăn bánh tôm tại đó. Thế còn các bạn, hôm qua các bạn đã làm gì? Nội dung chính của bài học của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta sẽ học cách hỏi và trả lời xem chúng ta đã làm những gì trong quá khứ, trong ngày hôm qua, ngày hôm kia hay là cuối tuần vừa rồi. Trước hết, chúng ta cùng xem phim để tìm hiểu nội dung bài học. 안녕하세요, 나오미 씨. 안녕하세요, 마이크 씨. 주말 잘 보냈어요? 네, 잘 보냈어요. 나오미 씨는 어제 뭘 했어요? 친구를 만났어요. 극장에서 영화를 봤어요. 재미있었어요? 네, 재미있었어요. 마이클 씨는 어제 뭐 했어요? 산에 갔어요. 아주 재미있었어요. 그렇지만 조금 힘들었어요. 안녕하세요, 나오미 씨. 안녕하세요, 마이클 씨. 주말 잘 보냈어요? 네, 잘 보냈어요. 나오미 씨는 어제 뭘 했어요? 친구를 만났어요. 극장에서 영화를 봤어요. 재미있었어요? 네, 재미있었어요. 마이클 씨는 어제 뭐 했어요? 산에 갔어요. 아주 재미있었어요. 그렇지만 조금 힘들었어요. Tôi xin được tóm tắt nội dung đoạn phim chúng ta vừa xem. Trên phim chúng ta thấy là Michael và Naomi nói về ngày nghỉ cuối tuần. Naomi nói là cuối tuần vừa rồi cô ấy đã gặp gỡ bạn bè và đi xem cùng với các bạn. Còn Michael thì nói là cuối tuần vừa rồi anh ta đã có một chuyến dã ngoại thật tuyệt vời, tuy nhiên nó đã làm cho anh ấy hơi mệt. Sau đây chúng ta sẽ đi vào các nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng ta thấy có mẫu câu 어제 뭐 했어요? Mẫu câu này được dùng để hỏi một người nào đó là anh hay chị đã làm gì ngày hôm qua. Trước tiên chúng ta phải học cách chia động từ và tính từ ở thì quá khứ. Thưa các bạn, chắc các bạn vẫn nhớ cách chia động từ trong thì hiện tại. Đó là chúng ta thêm đuôi từ ayo hoặc oyo vào thân động từ. Nếu trong trường hợp động từ nguyên thể có dạng hata thì chúng ta sẽ thay thế hata bằng heo để biểu thị động từ đó ở thì hiện tại. Mời các bạn cùng làm quen với một số động từ và tính từ xuất hiện trong bài học ngày hôm nay. Ga ta. Ga da. Bo ta. Bo da. Je mi itta. 재미있다. 힘들다. 힘들다. 일하다. 일하다. Chúng ta cùng xem phim và theo dõi cách dùng các động từ trong thời quá khứ và các tính từ trong thời quá khứ của các nhân vật ra sao. 친구를 만났어요. 극장에서 영화를 봤어요. 산에 갔어요. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách chia các động từ ở thì quá khứ. Thực ra thì nó không có gì khác nhiều so với cách chia động từ ở thì hiện tại. Việc duy nhất các bạn cần làm là các bạn chỉ việc thêm đuôi từ 왔어요 hoặc 했어요 hoặc 했어요 vào thân động từ là được.
Tùy thuộc vào nguyên âm cuối cùng của động từ và tính từ mà chúng ta lựa chọn đuôi aseo hoặc aseo để viết vào câu. Chúng ta thêm aseo hay aseo tùy thuộc vào âm tiết cuối cùng của động từ và tính từ. Nếu âm tiết cuối cùng của từ đó kết thúc là nguyên âm như a hoặc o thì chúng ta sẽ thêm đuôi aseo, còn lại thì chúng ta thêm đuôi aseo. Còn đối với những động từ mà kết thúc có dạng hata thì khi chia ở thì quá khứ chúng ta phải cộng thêm cụm từ hessel. Sau đây cô Chi Dương Hiên sẽ giúp chúng ta ôn tập lại các động từ nguyên thể, động từ ở thì hiện tại, động từ ở thì quá khứ. Mời các bạn chú ý theo dõi, phân biệt và nhắc lại theo cô Chi Dương Hiên. 보다 봐요 봤어요 먹다 먹어요 먹었어요 읽다 읽어요 읽었어요 하다 해요 했어요 Trong những câu chuyện hàng ngày khi chúng ta gặp một ai đó, chúng ta có thể hỏi là kỳ nghỉ cuối tuần vừa rồi của anh có vui vẻ không? Ngày hôm qua, đối với anh như thế nào, có tốt đẹp hay không? Thưa cô Chi Dương Hiên, nếu chúng tôi muốn hỏi là kỳ nghỉ cuối tuần vừa rồi của anh chị có tốt đẹp không, có vui vẻ không, thì trong tiếng Hàn chúng tôi sẽ phải nói như thế nào ạ? 주말 잘 보냈어요? 주말 잘 보냈어요? 주말 잘 보냈어요? 주말 잘 보냈어요? Cuối tuần, anh chị có vui vẻ không ạ? Sau đây chúng ta sẽ học cách nói. Bạn đã làm gì ngày hôm qua? Câu này trong tiếng Hàn, khi muốn đặt câu hỏi, chúng tôi sẽ phải đặt câu hỏi như thế nào thưa cô Chi Dương Hiên? 어제 뭘 했어요? 어제 뭘 했어요? 어제 뭘 했어요? 어제 뭘 했어요? Thưa các bạn, trong câu này, 어제 có nghĩa là ngày hôm qua, còn cụm từ 뭘 했어요 có nghĩa là đã làm gì. Chắc các bạn vẫn nhớ, trong các bài học trước, chúng ta đã so sánh cụm từ 뭘 해요 và cụm từ 뭐 해요 và chúng ta có kết luận là hai cụm từ này có ý nghĩa giống hệt nhau. Trong thời quá khứ thì cụm từ 뭘 했어요 và cụm từ 뭐 했어요 cũng được dùng tương đương như nhau. Khi Michael nói là anh ta đã có một ngày cuối tuần hết sức thú vị, thì trong câu nói của Michael, từ thú vị ở đây là một tính từ và khi chúng ta muốn thể hiện nó ở thì quá khứ thì chúng ta sẽ phải chia tính từ này ở thì quá khứ giống như cách chia các động từ ở thì quá khứ. Vậy muốn hỏi một sự vật, một sự việc hay một cái gì đó có thú vị hay không thì chúng ta sẽ phải nói như thế nào, thưa cô Chi Dương Hiên? 재미있었어요. 재미있었어요. Đã thú vị lắm phải không ạ? Chúng ta sẽ cùng